Hi, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình Vâng, chắc hẳn là người Việt Nam Thì mọi người cũng đã biết được cái thông tin từ phía chính phủ Thông tin chính thức từ phía chính phủ Là họ đã thông báo tại Đà Nẵng Đã tiếp tục phát hiện ra thêm hai ca nhiễm NV. Thì như vậy thì sau khi nghe thông tin này thì đã khá rất là khá nhiều người sốc. Bởi vì chúng ta đã có tới trên 3 tháng là không có ca nhiễm mới trong cộng đồng và chỉ những cái người mà được đón từ nước ngoài về thì được lập tức được đi cách ly ngay. Khi mà chúng ta nghe được cái thông tin là tại Đà Nẵng đã phát hiện ra hai trường hợp mà điều đặc biệt ở đây là chúng ta không phát hiện ra nguồn bệnh cũng như cái việc là không phát hiện ra F0. Thì đây là cái việc cực kỳ nguy hiểm bởi vì mọi người biết rằng nếu như chúng ta phát hiện được dạng F0 thì dễ dàng có thể uh, khống chế và xử lý được. Nhưng với cái trường hợp này, hai trường hợp này thì chúng ta đều mất dấu F0 bởi vì chỉ khi họ thấy trong người có vấn đề và họ đã đi kiểm tra sức khỏe và được phía cơ quan chức năng họ thông báo cái thông tin rất gần, bởi vì họ đã chính thức là nhiễm NV thì sau đó thì cơ quan chức năng họ đã tiến hành giả soát tất cả các đối tượng để tìm ra F0. như hiện tại thì theo những cái thông báo thì chúng ta đều biết rằng là đối với hai trường hợp mắc mới tại cái, uh, Đà Nẵng này, chúng ta không thấy dấu chân của F0 thì thật sự là rất là nguy hại cho cộng đồng bởi vì nếu chúng không biết cái trường hợp f0 ở đâu thì chúng ta không biết được cái nguồn lấy bệnh của họ từ chỗ nào mà tới bởi vì như mọi người đã biết trong thời gian vừa rồi ạ ấy thì cái, cái thông tin mà đăng tải về cái một cái nhóm người Trung Quốc đã đột nhập trái phép vào Việt Nam, họ đã tiến thẳng đến Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian vừa rồi. Sau khi mà bị người dân phát hiện thì đã báo cho chính quyền và chính quyền đã vào cuộc bắt giữ đối với những cái người này. thì mọi người biết rằng thì liên tục rất là nhiều trong thời gian vừa rồi, phải nói là liên tục và liên tục từng nhóm một từng nhóm một đã bị ở phía người dân phát hiện. thực ra thì lúc này thì người dân Việt Nam nâng rất là nâng cao cái, cái vấn đề là 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 bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người. nên là khi phát hiện được ra cái nhóm người Trung Quốc này thì lập tức báo cho cơ quan chức năng và họ đã tiến hành để bắt giữ bởi vì như mọi người biết rằng thì à, Trung Quốc lúc này ấy, đang là cái nước còn vẫn đang còn dịch bệnh bởi vì một số cái thành phố lớn của bọn nó nó vẫn còn đang phải cách ly thì những cái người này không hiểu được rằng họ sang Việt Nam để tránh dịch hay là họ đi du lịch nhưng mà tất cả đều là một cái mối nguy hại so đối với Việt Nam bởi vì chúng thông chốt không qua kiểm dịch chúng vào đến Việt Nam như vậy thì nếu chúng khỏe thì không sao. Nhưng mà chỉ một người trong số chúng có vấn đề thì uh, xác định rằng là Việt Nam lại còn khổ rất là dài dài bởi vì những cái người này ý, thì họ thường tiến đến những khu vực đông người. Một là tham gia các phương tiện giao thông. Hai là đến các khu du lịch. Thì mọi người biết rằng thì những ngày gần đây thì Việt Nam sau khi mà Uh, kiểm soát được bình thường cái tình hình của dịch bệnh thì uh, người dân đã quay trở lại những cuộc nhịp sống bình thường uh, đi du lịch rất là nhiều tại những cái bãi biển trong những ngày nắng được như thế này nếu như trong trường hợp mà cái lũ Trung Quốc này nó sang như vậy không chúng ta không phát hiện kịp mà chỉ một trong số chúng mà có vấn đề thì mọi người cũng thể tự hiểu được là uh, cái vấn đề nó nguy hại đến uh, cái sức khỏe của cộng đồng người Việt Nam như thế nào thì đã khá nhiều người có nói rằng là thì ai là cái người mà đưa chúng vào Việt Nam bởi vì mọi người đều biết rằng thì chúng không phải là dân bản địa Đi vào được đến Việt Nam mà lại đi giành giọt được như thế thì chắc chắn là phải có tay trong Thì chúng mới có thể là vào được đến Việt Nam, thông chốt vào được đến Việt Nam Và lại được đưa đến những cái khu du lịch như vậy Thì à, mọi người đều biết rằng thì à, đối với những cái Bạn có thể nói rằng là Bạn có tin được không? đấy Cái giá cho một người Việt Nam về từ Trung Quốc ý, Thông qua hãng xe dịch vụ Thì chỉ khoảng 4.000 nhân dân tệ Thì 4.000 tiền ở Trung Quốc này Thì nó khoảng 12 triệu đồng tiền Việt Nam Đấy. Chi phí ấy thì được nhà xe cam kết và bảo hành chọn gói và được yên tâm là được sẽ được thông chốt kiểm dịch và người ngồi trên xe sẽ không phải cách ly bắt buộc 14 ngày. Thì bạn có tin được không? Khi mà cái tiền công vận chuyển một người Việt Nam qua đường mòn lối mở từ Campuchia về Việt Nam thì với chi phí chỉ có 250 000 Tất cả những kẻ trốn chui trốn lùi này thì đã né được chốt biên phòng và không phải cách ly 14 ngày. Vâng thì như vậy thì Thứ liên quan đến cái thông tin này thì những ngày vừa rồi chúng ta cũng đã được một số cái bài viết chia sẻ rất là nhiều về cái việc là có một cái nhà xe đã đăng tải trên một cái cái Zalo của mình rất là công khai và vì họ nói rằng là chỉ phải bỏ ra một, nếu mà từ Trung Quốc về Việt Nam chúng ta chỉ bỏ ra một số tiền khoảng 12 triệu đồng thì yên tâm là sẽ được bao thông chốt và bao không phải cách ly 14 ngày thì đây là sự là cái mối nguy hiểm và nó là cực kỳ tiềm tàng bởi vì chúng không thông chúng đã thông chốt thì không có qua kiểm dịch mà không qua kiểm dịch thì thật sự là rất nguy hiểm đối với tất cả mọi người thì đây là một cái trường hợp cực kỳ lên án đấy là đối với đường bờ đường xe còn với đối đường bộ từ Campuchia về Việt Nam thì bọn chúng chỉ lấy tầm khoảng 250.000 cho một người và chúng cũng sẽ dẫn đi qua đường mòn Okay. tránh được cả các chốt kiểm dịch của đồn uh, biên phòng. Thật sự mọi người là sau khi chúng ta nghe được những cái tin này, chúng ta rất là sốc đối với chính người Việt Nam lại hại người Việt Nam. Bởi vì chúng là chúng đang cõng uh, rắn về cắn cả nhà. Vì đôi khi mà những cái người này họ đã nhiễm bệnh rồi thì về thì xác định là cả khu vực đấy lại được bế đi cách ly. Thì đã rất nhiều những phóng viên đã xuống tận An Giang để làm một cái phóng sự về nguy cơ xuất nhập cảnh uh, về cái việc uh, cái cái um, cái sự an nguy về cái việc xuất nhập cảnh trái phép tại đường Mòn, lối mở khu vực biên giới Thì các chiến sĩ của biên phòng An Giang dựng lều, dựng trại giải chiến Từ khi cánh đồng ngô còn chưa gieo hạt cho đến khi nó đã được chuẩn bị thu hoạch Thì họ vẫn còn bám trụ hơn 100km đường biên giới Để ngăn chặn cái dòng người buôn lậu liều lĩnh tìm mọi cách để đột nhập vào nước ta thì suốt mấy nghìn km đường biên giới tiếp giáp với ba quốc gia, hàng nghìn chiến sĩ biên phòng căng mình để làm nhiệm vụ. Có nhiều chiến sĩ từ Tết vẫn còn chưa được về nhà, cưới vợ cũng hoãn, cha mẹ mất cũng đành lập bàn thờ chịu tang ngay ở tại đơn vị. Nhưng công sức ấy đổ lại 90 ngày Việt Nam không còn cả lễ nhiệm mới trong cộng đồng. Nhiều người đã tự tin nói rằng ủa, Việt Nam vẫn còn dịch hả? Tháng trước thành phố Hồ Chí Minh còn đề nghị là Việt Nam nên công bố là hết dịch vì um, phần thì vì ổn định uh, tình hình trong nước động viên nhân dân phấn động dân à, động viên cho nhân dân phấn khởi à tài tái tái thiết đất nước sau quãng thời gian dài để chống chọi với dịch bệnh. Phân vì chúng ta đã làm rất tốt Việt Nam như một uh, bức tường thành ngăn chặn NV mà cả thế giới đang phải công nhận cái điều ấy. Thì nhưng một bức tường thành cũng có thể đổ sập vì một cái tổ mối. Thì ca bệnh số 416 là mới đây ấy, là và ca bệnh số 418 ấy, thì một lần nữa chúng ta đã phải giật mình khi mà Việt Nam sắp công bố hết dịch thì một cái dớp có từ trước cả nước lại nhận được một cái tin sẽ đánh ngang tai có ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng và lại mất cái dấu f tại Đà Nẵng khi hoành đầu lại thì thấy rằng là dù chúng ta đang làm rất tốt nhưng vẫn có kẻ mang danh đồng bào âm thầm để phá hoại à, cũng giống như năm xưa thần Kim Quy chỉ vào mặt Mỹ Châu và nói giặc sau lưng nhà vua Mỹ Châu bứt áo lồng ngỗng chỉ đường cho quân Triệu Đà để tuổi theo An Dương Vương. Thì bây giờ những người được nói rằng đường những người thì có những Mỹ Châu sẵn sàng vì tiền mà bất chấp an toàn tính mạng của cộng đồng, bất chấp nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Bạn chỉ cần bỏ ra một số tiền không đáng kể, họ sẵn sàng đưa bạn đi bất cứ nơi đâu. Thì như mọi người biết rằng mấy tối hôm trước thì tại Đà Nẵng vẫn rất đông vui. Hàng chục ngàn người có mặt tại các địa điểm công cộng, khẩu trang thì ở nơi này còn ít còn được thấy bởi vì người mọi người đã tự tin để bước xuống đường thì như ngày hôm nay thì cuộc chiến lại mới bắt đầu bệnh viện C của Đà Nẵng này nhận chỉ thị cách ly 14 ngày đội ứng phó nhanh của bệnh viện trợ giấy đã đến Đà Nẵng Huế Nghệ An Quảng Nam nâng cao cảnh giác văn phòng chính phủ lại có những ánh đèn thâu đêm nhưng hãy nhớ cuộc chiến này không phải do Mỹ hay tàu gây ra mà chính là những người Việt Nam lại đi hại người Việt Nam những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam kia chính là những người dẫn đường, những người có thể về Việt Nam trốn được cách ly là những người Việt là do những người Việt dẫn đường. Chúng tổ chức thành một đường dây tinh vi, tự tin quảng cáo trên mạng xã hội để đảm bảo né được cách ly. Chúng hả hê thu về những cái đồng tiền đổ đánh đổi bằng sự an toàn của cả một đất nước. Và bây giờ hàng triệu con người đang chạy theo phải nhanh hơn virus vì biết đâu trong những người đang vui vẻ dạo phố lại có những người đang âm thầm mang mầm bệnh ở trong người. Thì NV19 vốn không biết chọn người để lấy. Vâng, NV thì nó không biết chọn để lây cho người giàu hay người nghèo. càng không thể có chuyện dùng tiền để mua sự sống, mua lấy sự ưu tiên khi cả cộng đồng bị lây nhiễm. Nếu nhiều tiền mà có thể chống được NV thì Mỹ đã không chết nhiều như như vậy không chết ngả dạ như thế thì mọi người hãy nói rằng là hãy nhớ đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng những người những người vì lý do nào đó mà đã trốn được cách ly hãy có trách nhiệm liên hệ với cơ quan y tế để xét nghiệm và cách ly những kẻ đã đang và sẽ có ý định vượt biên nhập cảnh trái phép làm dịch vụ đưa người trốn cách ly hãy dừng lại trước khi quá muộn không mọi người cũng tránh không nên hoang mang mà cũng đừng chủ quan khi đang không còn dịch và những cái thông tin mà mình mới cập nhật được thì đã bắt được vâng đã bắt được một một đối tượng là người Trung Quốc đang cư trú bất hợp pháp tại Đà Nẵng chính người này là một trong số những người cầm đầu cái nhóm mà 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 đưa người bất hợp pháp vào Việt Nam thì cái đối tượng người Trung Quốc này được xác định là cầm đầu đường dây người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vừa bị phía Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an Quảng Nam bắt giữ. Thì công an thành phố Đà Nẵng chiều ngày 26 tháng 7 cho biết thì cơ quan này vừa phối hợp với công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ đối tượng là à, Cao Leng Cu là tên này có thằng này thì nó có cái tên Việt Nam là Cao Lượng Cố sinh năm 1978 tại một khách sạn à, trên địa bàn Ngũ Hành Sơn của thành phố Đà Nẵng. Thì cao lượng cố này là được xác định là đối tượng chống đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian vừa qua. Thì trước đó, ngày 11 tháng 7, cơ quan công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra hành chính tại 39 Dương Tử Giang, phường Khê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Qua kiểm tra, công an phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Đến ngày 16 tháng 7, công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra hành chính khách sạn SSC số 55, số 57 trên đường Lót phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Thì qua kiểm tra, công an, công an đã phát hiện thêm 27 người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép và đang ở đó. Thì đến ngày 21 tháng 7, công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép theo điều 348 Bộ luật hình sự và tiến hành điều tra theo luật định. Thì uh, trong khi đó, tại Quảng Nam ngày 18 tháng 7, nhận định uh, nhận được uh, thông báo của người dân tại khu vực lưu trú ở phường uh, Điện Dương, thị xã Điện Bàn có hàng có nhóm hàng chục người Trung Quốc. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra. Khi lực lượng chức năng có mặt thì nhóm người này đã bỏ chạy toán loạn. Lực lượng chức năng đã truy tìm và phát hiện có 21 người. Sau khó thì bọn này đã được đưa đi cách ly. Vâng thì như vậy thì mọi người có thể biết rằng là từ ngày 10 từ ngày 10 nhầm nhầm. Từ ngày 11 được không? Từ ngày 11 mà cho à, từ ngày 16 mà cho đến ngày 20, 21 thì cái lượng người Trung Quốc đột nhập trái phép vào Việt Nam đã bị ở phía cơ quan chức năng họ phát hiện liên tục như vậy thì đây là một cái mới quan ngại cho tất cả mọi người bởi vì mọi người đều nghĩ rằng là lượng người Trung Quốc mà đổ vào khu vực cái khu du lịch mà nhiều như vậy thì nó là một cái mối nguy hiểm cho tất cả cộng đồng người Việt Nam bởi vì chúng ta sau những cái ngày mà cách ly như là cách giãn xã hội thì chúng ta đã trở lại cuộc sống bình thường chúng ta thường thì lúc này chúng ta có một cái tâm lý là khá chủ quan một chút thì đã sau khi mà những cái thông tin mà cái lượng người Trung Quốc đổ vào Việt Nam quá nhiều như vậy, thì phía cơ quan chức năng của Quảng Nam và Đà Nẵng thì họ đã tìm mọi phương án để có thể phát hiện được ra và họ sau khi được uh, trình báo của người dân và người dân lúc này thì cũng đã nâng cao cái tinh thần cảnh giác. thì như mọi người biết rằng thì người dân đã cùng phối hợp với cơ quan chức năng và đã phát hiện ra được những người này bắt giữ thì đây là một cái tin rất là mừng. trong đó thì phía cơ quan chức năng của Đà Nẵng họ đã phát hiện ra một trong số cái người mà đứng đầu trong cái nhóm này để đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép thì họ đã bắt được cả cao lượng cố sinh năm 78. Thì đây là một cái mắt xích quan trọng trong cái đường dây mà đưa người Trung Quốc vào Việt Nam. Thế như vậy chúng ta đã biết được rằng là để những cái người Trung Quốc đó mà vào được đến Việt Nam thì chắc chắn hẳn rằng chúng phải có môi giới, phải có trung gian thì chúng mới vào được. Chúng vào Việt Nam thì chúng ta chưa rõ được là chúng vào với lý do gì, du lịch hay là đi trốn dịch. Thì như vậy là rất là nguy hiểm và mình mong rằng cơ quan chức năng họ sớm phát hiện ra còn rất là nhiều cái đối tượng khác nữa để mong rằng mong rằng là mọi người hãy một phía cơ quan chức năng ấy thì họ sẽ bắt được những cái đối tượng này để cho người dân bớt uh, lo và tới đây thì mọi người biết rằng thì uh, tại Đà Nẵng thì cũng đã có một số cái thông báo cụ thể thì mọi người đã đã cập nhật được ở trên mạng xã hội bởi vì uh, ở ờ, thành, thành phố hồ chí minh thì cũng đã có thông báo rằng là mọi người hãy đeo khẩu trang khi đến cơ chỗ đông người và tại hà nội thì cũng vậy sau khi phía đà nẵng họ phát hiện được ra cái trường hợp thì thành phố hồ chí minh và hà nội cũng đã có cái thông báo đến người dân là khi mà tham gia những chỗ đông người thì chúng ta nên đeo khẩu trang để uh, hạn chế cái việc là uh, tiếp xúc uh, hơi thở với nhau thì như vậy thì chính phủ việt nam thì sau những cái lần mà mà chúng ta lần trước ấy, thì chúng ta đã có sự uh, chuẩn bị uh, cơ động hơn so với mọi lần thì mình mong rằng thì uh, tất cả mọi người hãy đồng hành cùng với người dân đà nẵng để sớm vượt qua cái cơn nguy hiểm này bởi vì chỉ khi mà chúng ta không còn ai lây nhiễm trong cộng đồng nữa thì chúng ta mới yên tâm nhưng mà một cái thực tế chúng ta cũng không thể nói nào nói trước được bởi vì mọi người đều biết rằng thì uh, việt nam đã có hơn 90 ngày chúng ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng nhưng mà bất lình thì chúng ta lại nghe được một cái tin xét đánh tại uh, đà nẵng là chúng ta tự bỗng dưng lại phát hiện ra thêm hai cái trường hợp không biết được là nguồn bệnh này lây nhiễm từ đâu thì như vậy thì mọi người có thể biết được rằng là căn bệnh này nó không chọn người không chọn độ tuổi không chọn ai giàu ai nghèo hay là dùng tiền để có thể mua được nó nó có thể là đi đến đâu và làm bất cứ cái việc gì nó làm nó đến thế nên là mọi người cũng hãy cân nhắc cái việc là hãy cẩn thận hãy chung tay với chính phủ chúng ta có vấn đề gì vâng có vấn đề gì chúng ta hãy đi kiểm tra sức khỏe và chúng ta không nên trốn tránh cách ly để cho việt nam sớm được trở lại những ngày bình thường và không làm hại chính đồng bào của mình và như mọi người đã biết rằng trong thời gian vừa rồi thì liên tục là những người việt nam lại đã đem gậy về để chọc lưng người việt nam như vậy thì thật sự là một câu chuyện rất là buồn và mình mong rằng cơ quan chức năng hãy bắt được những cái đối tượng đó sớm để mà mà cho Việt Nam mình sớm được uh, trở về lại những ngày bình thường còn không thì vẫn còn những cái đối tượng mà được cho rằng là đưa người vượt biên trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam chỉ với uh, chỉ vì những cái đồng tiền dơ bẩn như vậy thì chính những cái người đó là những cái người mà nó đang làm hại cho người dân Việt Nam bởi vì chúng chỉ vì tiền thôi, chúng chỉ vì tiền thì chúng có thể đưa uh, bất cứ ai từ ở bên nước ngoài thông qua Việt Nam tìm cách lách chốt không phải cách ly. Thì như vậy thì biết đâu đó trong cái dòng người đó đổ về, chỉ cần một người mà mắc bệnh thì cái hậu quả thì chúng ta đều biết rồi đấy. Như chúng ta biết rằng là chỉ cần một người thôi, nếu như không phát hiện sớm ra thì sẽ rất là nhiều người phiền lụy đến mà nhà nước lại, cơ quan chức năng lại rất là mệt mỏi vì đối với đối những người này. Mình mong rằng tất cả người dân Việt Nam, chúng ta hãy có cái ý thức xây dựng ý thức cộng đồng để cho người dân của Việt Nam sớm trở lại cuộc sống bình thường và như vậy thì hôm nay thì mình cũng chỉ cập nhật cái video này cho mọi người đến đây thôi, sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những hôm khác, thì uh, xin chào tất cả mọi người nhé, xin chào và gặp lại tất cả mọi người